Bởi vì đây là một chiếc đồng hồ mà mình nhìn xuyên được của bên kia. Một chiếc đồng hồ vài trăm triệu đồng đến từ thương hiệu vô cùng đẳng cấp Corum. Đây là chiếc đồng hồ hay được mệnh danh là chiếc đồng hồ cây cầu vàng. Bởi vì đây là một chiếc đồng hồ mà mình nhìn xuyên được của bên kia và chính giữa có một cái bộ máy nằm ở ngay giữa, hay được các bác dân chơi sưu tầm đồng hồ và trong giới đồng hồ gọi là cây cầu vàng ở đây á. Và nhìn xuyên thấu bên hông luôn. Tất cả những phần vàng này tất cả đều là vàng nguyên khối AU750. Còn chỉ còn cái dây thôi, dây này là dây cá, dây da cá. Và đen hay là trắng hay là đỏ hay gì đó là do mình muốn màu nào mình sẽ chọn những dây da màu đó. Mình có thể làm lại những cái da khác màu mình thích, ví dụ như là da bê hoặc là da cá. Hoặc là mình thích da màu gì thì mình sẽ làm cái dây đó mình đeo phù hợp với sở thích của mình cũng như là phong thủy của mình. Còn đây là những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên, những viên kim cương rực rỡ về độ lấp lánh, độ chiếu. Đây chất liệu là vàng 18K AU750, có truyện của hãng Corum, có truyện đầu chó, có truyện cân. Đây là một chiếc đồng hồ chính hãng và đây là mẫu đồng hồ mà chắc chắn rằng ai đeo lên cũng sẽ thấy lạ, đẹp và sang. Mẫu này thì size này thì dành cho nữ sẽ vừa hơn, đẹp hơn. Còn đối với nam mà tay nhỏ thì đeo cũng vừa đẹp. Và Kỳ Lan đã từng review cũng nhiều clip về chiếc đồng hồ Corum này rồi, nhưng là phiên bản dành cho nam. Ok, thử từng bạn luôn để cho tất cả quý khách hình dung được là trên tay của từng người sẽ như thế nào. Nếu như mà kết hợp với một chiếc nhẫn Rolex xoay nữa thì tuyệt vời. Đây là phiên bản Rolex xoay bằng hồng, chứ nếu như bằng vàng như đồng hồ này luôn là đẹp nữa. Chiếc đồng hồ này hiện tại là bằng vàng. Hoặc là đeo với chiếc nhẫn bằng trắng AU750 kim cương hột xoàn cũng được. Hoặc nếu như để đồng bộ nhất thì mình sẽ làm mẫu này bằng vàng luôn, tính kim cương hột xoàn có viên chủ sẽ đeo hợp. Hoặc là mẫu có cái hột chủ tròn như thế này vàng trắng, hoặc là mình vàng hồng, hoặc là vàng vàng để đồng nhất cũng đẹp.